Xin chào khán giả của Live Sport, mình là Trần Vích Hạnh. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một số bài tập để giúp cho vòng ba căng tròn nảy nở và săn chắc. Nào, bây giờ chúng mình cùng tập nhé. Đầu tiên các bạn quỳ gối. Sau đó, tay chống thẳng, để tay rộng hơn vai. Đá một chân ra phía sau, nâng chân lên xuống. Thẳng chân lên. Xếp cơ mông vào. Cố lên không để chân chạm đất. Mỗi bên các bạn làm cho mình 30 lần. Mình thường tập với chân yếu trước, sau đó mình đổi qua bên chân khỏe. Cố lên nào. Không để chân chạm đất nhá. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, giữ nguyên cho mình 10 giây. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ok, đổi chân. Chân bên này các bạn làm tương tự. Nào, cố lên 30 lần. Các bạn đừng đá quá cao nhé. Vì nếu đá cao thì rất dễ bị đau lưng cho những người mới tập. Các bạn siết cơ mông vào. Thẳng chân nhá. Up, các bạn thở ra. Giữ nhịp thở cho mình. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, giữ 10 giây. 10, 9, 8, 7, cố lên. 5, 4, 3, 2, ok. Động tác tiếp theo sẽ là động tác biến thể của động tác trước, nghĩa là các bạn giữ nguyên vị trí setup như lúc đầu. Đó là tư thế quỳ gối trên sàn, hai tay chống ở đất như động tác trước, căng cứng cơ bụng và giữ nguyên phần hông. Giữ nguyên chân ở góc 90 độ, nâng đùi phải lên ngang hông. Sau đó các bạn di chuyển chân đá ra sau. Nhớ là siết cái mông và căng cơ đùi. Sau đó gập chân về vị trí ngang hông ban đầu, hạ xuống, đá lên. Các bạn làm cho mình mỗi bên 15 lần. Ok. 10, 9, 8, 7, 6, up, thở ra. 4, 3, 2, 1, ok, giữ nguyên 10 giây cho mình. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ok, đổi chân. Cố lên nào, 3, 4, 5. Các bạn nhớ siết cơ mông, siết cơ đùi nữa. Cố lên nào, up, thở ra. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, giữ nguyên 10 giây nào. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, tốt lắm. Ok, động tác tiếp theo các bạn sẽ nằm ra sàn. Giữ thẳng bắp chân, một chân nhấc lên. Các bạn đẩy vùng hông lên, tạo lực ép vào vùng hông một cách rõ ràng. Chân, hông và bụng tạo thành một đường thẳng. Nào, xuống. Xuống, các bạn không để mông chạm sàn. Up. Up. Lên, các bạn thở ra bằng mồm cho mình. Mỗi bên các bạn làm cho mình 20 lần. Cố lên. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
2, 1, đổi chân. Cố lên nào. Bài tập này nó vừa có tác dụng vào lưng, vừa có tác dụng vào mông đùi. Các bạn nhớ siết cơ mông cho mình. Cố lên. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Nói về các bài tập mông đùi thì chúng ta không thể nào mà bỏ qua các bài tập về squat. Vậy squat như thế nào cho đúng, các bạn hãy chú ý mình tập nhé. Xuống. Các bạn đừng cong mông như thế này. Đừng võng lưng. Mông và lưng tạo thành một đường thẳng. Xuống càng sâu càng tốt. Up, thở ra. Không được khóa gối. Xuống. Up. Các bạn làm cho mình 20 lần. Chậm thôi để cảm nhận nhóm cơ. Cố lên nào. Nhiều bạn squat bị sai. Các bạn võng lưng. Nhớ thẳng lưng lên. Thẳng lưng lên. Xuống càng sâu càng tốt. Ok. 10, 9, 8, 7, 6. Mỏi cơ đùi chưa? Siết cơ mông vào. Ok, giữ nguyên cho mình 10 giây. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ok. Tiếp theo mình sẽ giới thiệu cho các bạn bài tập về lăng. Đầu tiên sẽ là lăng truyền thống. Các bạn để chân mở rộng ra bằng hông. Tay buông thẳng, mũi chân hướng theo hướng đầu gối. Các bạn bước chân phải lên 60 đến 90cm. Tạo một góc 90 độ. Hai tay để ở hông, siết cơ bụng và để giữ thăng bằng. Ok, nào. 1. Chúng ta làm 20 lần nhá. Cố lên nào. Siết mông vào. Up, thở ra. Các bạn sẽ cảm thấy căng cơ đùi và cơ mông. Cố lên nào. 5, 4, 3, 2. Ok. Chúng ta đổi chân nhá. Nào. 1. Up, thở ra, cố lên. Đừng để đầu gối chạm sàn nhá. Cố lên nào, up, thở ra, siết cơ bụng để giữ thăng bằng. 5, 4, 3, 2, 1, ok. Động tác cuối cùng rồi, chúng ta sẽ làm động tác lăng và squat kết hợp. Các bạn chú ý mình làm nhé. Xuống squat như bình thường, up, đá lăng chéo chân ra đằng sau. Up, xuống squat, lăng. Nào, chúng ta làm động tác này 20 lần. Bắt đầu. Một. Các bạn nhớ giữ nhịp thở cho mình nhá. Lên, thở ra. Xuống, hít vào. Các bạn ép càng sâu cho mình càng tốt. Cố lên nào. Giữ thẳng lưng. Cố lên. Làm động tác từ 15 đến 20 lần. Giữ thăng bằng cho mình nhé. Cố lên. 3 lần nữa.
1. Ok, vậy là chúng ta đã đi qua được hết tất cả các động tác rồi. Tuy nó đơn giản nhưng đem lại hiệu quả rất cao cho vòng 3 của các bạn. Chỉ cần các bạn tập luyện chăm chỉ mỗi ngày. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở clip sau.